nhằm vinh danh những công lao cống hiến của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho nền y học Việt Nam và thế giới. Mới đây, ông đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025. Đây là vinh dự cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên và huyện Yên Mỹ, quê hương của đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Yên Mỹ, miền đất địa linh nhân kiệt, là quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình, Trạng nguyên Đỗ Thế Diên, nhà sử học Phạm Công Trứ và đặc biệt là đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người có công lớn trong nền y học Việt Nam. Trong đó, ông có bộ sách Hải thượng Y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam. Việc giáo dục truyền thống quê hương, đặc biệt là các danh nhân văn hóa luôn được các địa phương, đơn vị tại huyện Yên Mỹ quan tâm, đặc biệt là các nhà trường. Đây là một tiết học về truyền thống quê hương có chủ đề về danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để các em học sinh đều hiểu được, thêm tự hào về quê hương, có động lực hơn để phấn đấu trong học tập. Chúng tôi rất tự hào được học tập và sinh sống trên mảnh đất có vị đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Và trong những tiết học ở trên lớp, chúng tôi vẫn lồng ghép để giáo dục các em về cái truyền thống văn hóa của lịch sử địa phương. Và khi được tiếp thu những bài học này thì các em rất là hứng thú, được tiếp thêm cái nguồn động lực để các em học tập tốt hơn. Ủy ban xã cũng đã tập trung chỉnh trang xây dựng, đến nay thì đã rất là khang trang. Tất cả các cái hạng mục và tập trung đường, trường trạm và các cái tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, cũng như là các cái kè hồ và các nhà văn hóa của các thôn. Để góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân, các di sản của đại danh y Lê Hữu Trác để lại vẫn còn được áp dụng. Dù cho khoa học và y học ngày nay rất phát triển, song những giá trị được đúc kết của ông vẫn được coi là những tài sản vô giá, là động lực rất lớn để các thế hệ y bác sĩ phấn đấu trong chữa bệnh cứu người. Khoa y học cổ truyền của Trung tâm Y tế Yên Mỹ đang vận dụng các bài thuốc cổ phương trên học thuyết thủy hỏa của cụ để gia giảm thêm các vị phù hợp với từng bệnh nhân và từng triệu chứng để cho ra những phương thuốc hợp lý và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Tự hào là quê hương của đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ luôn quyết tâm tập trung xây dựng trở thành huyện công nghiệp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả năm 2023, tổng thu ngân sách của huyện đạt 3.800 tỷ đồng, thành lập thêm 5 cụm công nghiệp mới, có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 113 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,75%. Trước hết là làm tốt cái huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các cái dự án đầu tư công cũng như dự án đầu tư các khu cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn.